mến môi hồng nên con nghe tắt mẹ rùng rùng ra đi. Tưởng ra đi mãn kỳ trở lại, nào về con chẳng nghĩ đôi chẳng hoài ra đi. Mẹ dặn một hai phải tránh trong gai cuộc đời, dặn con phải giữ lời sao trước bước hồng trần là nước quỷ ma, dặn con chớ khá ta bà, dặn con khá kê trà mãi mê. Dặn con nhớ cảnh quê làm trọng, dặn con thường để bụng nằm lòng, rằng loài ma quỷ phải phòng, rằng loài lưỡi mối nọc ngông phải ngừa. Dặn con sớm kể chiều kinh, dặn con đừng bế trễ công trình, dặn con mẹ dặn đinh ninh, dặn con phải giữ phải gìn tấm thân, dặn con biết mấy lần trân trọng mà con đành rẻ rúng lời khuyên. Con đành gây cuộc khi nào phiền, con đành gây cuộc trần duyên đau lòng. Nay con thăm bảy dòng cắn xe, con ơi đành nhớ mẹ sao con. Con ơi lòng mẹ héo hon, con ơi thân mẹ vì con hao gầy. Rày con được ơn thầy cứu đồ, phải chỗ phải nơi, khuyên con dạy phải nghe lời, khuyên con chớ khá giỡn chơi ít gì. Tu phải biết quy y làm bao, kịp tiết kịp thời tu đừng sao lãng nhân lời mẹ răng. Này lời mẹ ân cần nhắc nhở, thấy con thơ mẹ chiều lạc đàn, con ơi phần gái gian nan nào nề. Thương con gánh nhiều bề cay đắng, thương con dầm lửa nắng được xương. Con ơi phần đoạn trường, con ơi phần gái trai tương mới thành. Tôi phải biết việc
lành việc giờ. Tu chừa lòng bảy lữ ba lo, thầy đà sao trước dặn dò, thầy đà chân sẵn chiếc đò lý chân. Đò lý chân chủ nhân đã chọn, chân qua đò khỏi tốn khỏi ao. Miệng con trong trắng một màu, miệng con sao trước trước sao một niềm. Tu phải giữ lặng im là gốc, tu phải chừa cái nọc nhiều đời. Con ơi tai quả khắp nơi, tai người uống lưỡi khô môi hại mình. Chữ một giả kinh thành làm trước, lòng đừng lo quả phước khi có không. Có không là luật chi công, có không cũng tại nơi lòng các con. Đêm thanh dân con tròn phận sự, đọc kinh thì ráng giữ lấy mùi. Đừng ngâm chót lưỡi đầu môi, mẹ còn lùi tới tới lùi phân trần. Đọc kinh phải cân phân từ tiếng, tiếng kinh là kinh điển của thầy. Đọc kinh gắm được mùi hay, dấu cho sắc đã có thấy cùng thành. Gái cần giữ thân danh làm trước, kế quỷ ma nhiều nước tình yêu. Em tại sao quyền loạn chiều, yêu con nhắm mi mắt nghe liều thư thân. Mẹ đã dạy nhiều lần cặn kẽ, quỷ thường xưng tên mẹ lắm con. Con nào gan yếu dạ non, nghe lời vưng ngày bờ ngọt ngon phải lầm. Cấp đi đứng ngồi nằm cẩn thận, điều mong mềm ấy phần người tu. Tránh xa tiên quên lời rầu, tránh xa những nghi bọn giả mù xa mưa. Thấy nhiều trẻ bơ thờ hỏng héo, tướng dịu dàng yếu điệu cá thương. Tại sao mang số đoạn trường, tại quên những tiếng nghĩa phương ngọc. Thương con dài thiết tha tha
năm được thấy mấy lần đẹp xinh. Mẹ hằng cày nhắn tin cho trẻ, khuyên đừng bê đừng kể công trình. Thương con thầy phế ngọc kinh, trước con khỏi chốn quả khăn đêm. Con khá chớ bỏ bê lúc rảnh thường tâm y tánh y lãng sao. Tâm tâm sao lãng phân hào, tự nhiên con phải mòn hao tinh thần. Trọng chân thân chân thề, thân thể này gốc rễ của con. Chân thân chân thể chân hồn, giữ gìn trong sạch mới còn gọi con. Đừng vọng tưởng phấn son là sạch, son phấn y làm chân phách đã phải luôn. Mấy ai rồi gọi thô, mấy ai ngồi kiểu lấy dù che thân. Đừng vọng tưởng cơ bận là nhục, cơ bận là chánh gốc mọi con. Lúc xanh đỏ lối một hòn, lúc về có kể vật chốn những gì. Con phải nhớ lúc đi thầy dặn, phải cho tròn bón phận đừng sai. Đừng lo phú quý trong gai, phải cho xứng y đáng tam tài mới sinh. Chánh tam tài mới vinh mới quý, giá tiền tài đồ mỹ phá chân. Con sao chưa rõ thiệt hơn, đã dự mây kiếp đường trơn bước hoài. Rài mẹ nhắc chỗ sai con hiểu, hiểu được rồi mẹ biểu phải nghe. Nghe rồi cẩn thận trăm bề, tránh đoàn kết đi đảng lập phe phình phờ. Phận gái lỡ cơ sao được, phải giặt dè từ bước mới ngoan. Sao cho danh gái rõ ràng, chín mười cho đúng tuổi vàng mẹ trao. Cuộc trần thế ảo bào mong anh, có chân tu mới rành phù xanh. Muốn cho chân thật tu hành, lắng lo rình giữ cánh thành. Đừng quên người ơi
người ở thế danh ni thinh làm trước, thinh danh ni là khỏi phước ca sự tu. Công dung ngôn hạnh làm đầu, lòng đừng mê hoặc phải trao sữa mình. Đừng tập lối văn minh dối trá, văn minh này quỷ phá mấy ơi. Con ơi mẹ đang cạn lời, sáng cho trong sạch tên người tuổi ta. Tên tuổi ta bao la vũ cầu, tên tuổi người che phủ thế gian. Muốn cho tên tuổi miên càng, ta người tên tuổi vẫn ngơ vàng chớ sao. Người xuống thế ai ai cùng một, phải rõ người là ruột với mình. Với mình như một mới sinh, với mình như ruột mới rành phàm học vọng cầu cao. Chị em đừng tiếng mày tao, chị em tiếng nói ngọt ngào mới ngoan. Lời ăn tiếng nói dịu dàng mới làm trên dưới, dưới trên trong mình. Học chi cái dòng ngu si, học chi cái dòng dị kỳ khó ưa. Đừng học thôi đồng đưa miệng lời, mà có mừng cho con nay được gặp thầy. Ơn thầy rơi khắp ba cỏ cây, con tua tánh nay mỏng kịp ngày quy quyên. Phần xác thịt ba viên làm trong, phần thiên liêng phải giống cho cân. Chớ hao tinh khí hại thần, tinh thần quý báu phải cần phải khuyên.
thần khí tinh tiên thiên làm gốc, tinh khí thần là nọc hại người. Con ơi đừng tưởng trò chơi, nếu con sai ngược đạo đời dễ đâu. Đừng nghe kẻ mượn màu đại đạo, tiên hậu thiên ngược ngạo phình đời. Nếu con sai lạc tất nơi, linh hồn phải dướng chạy trời làm sao. Mẹ thấy trẻ khát khao tìm đạo, mà lại tin chuyện ảo chẳng chân. Con ơi chớ cậy giọng đờn là giọng hại hơn hồn linh. Tập luyện, tập ba luyện rành cổ qua chuyện phải thông. Muốn cho cổ chuyện được rành, gần thầy mới rõ quyền công thế nào. Con phải biết đạo đòi tối, đừng để lòng hờ hững sự tu. Chớ tin những lũ quán màu, mượn thầy giả đạo quyết rầu hư thân. Nghe tiếng trẻ mẹ mừng cho trẻ, trẻ gặp bi đạo gặp bơ đàn chánh ni đang, thì phải lo phải ráng công trình. Mẹ khuyên bỏ tâm hở hình, mẹ khuyên bỏ tâm chống kình chị em. Cành trống y ráng kiềm cho dứt, nó làm cho đạo đức phải hư. Con ơi mẹ vốn đại từ, thương con mẹ ráng giờ giữ chi bài. Thấy trẻ giải đỏ đài thân thề, mạnh tranh đua theo thế nhãn ngào. Quên nhìn đất rộng trời cao, đành dùi bụi đỏ để sao tâm trời. Thần tiên Phật ráo lời cạn tiên, khuyên các con bỏ miên tu chơi. Tu cho biết Phật biết trời, tu cho biết đạo biết đời mới tu.
xanh vàng sợi chỉ ai làm con đường Nam Bắc Bắc Nam ai làm muốn tìm đạo gặp thầy mới xong muốn tìm thầy chớ có dòng tâm con ơi đạo lý cao thâm làm sai một mãi hại thầm biết bao lòng thương xót ta đồng bào chớ nề một rung y nhau của mẹ mà ra đông tây nam bắc gần xa dẫu cho các dòng cùng là tình thâm kẻ rầu quên gây mầm sâu xé lập phái phe chia rẽ thịt xương lời ngon tiếng ngọt như đường nếu con nhẹ dạ mắt lường uống quang con phải đến đây đạo tràng chân lý mới không còn có quỷ nơi tâm đạo tràng thầy lập phải tầm phải tầm cho gặp đặng chăm học hành trời đã phú tánh lành sáng suốt thầy con là con ruột của trời con trời đâu có cãi lời con trời đâu có tiếng đời nhau kinh khuya nhìn tôi tự mình con xét con biết lấy con ơi tánh đi đức cho tròn đừng ham những thói bốn chôn nhọn vàng chị em cùng một đoàn thua xúc giờ rành rang phải học mới nên học thì chỉ phải cho bền học bền mới có tuổi tên với người khi đứng cười nói lúc y nằm ngồi lúc ta hỏi lúc thương con ơi lễ nghĩa chẳng dường nếu con thừa thớt ai chừa cho con phận nhi nữ phải tròn danh dự nên đoan trang con giữ lấy con tiếng thơm tiếng nói như còn tiếng nhớ cũng y nặng như hòn Thái Sơn muốn rõ đạo chớ sờn trong quà công quả bòn chớ khá từ nan muốn thông công quả rõ ràng công càng bền vững quả càng lớn lao
sao cho công dân như thành, sao cho quản được cái chỗ nhằm đơm quá. Phần nhi nữ ngọc ngà thân thể công quá cho rành mà rẽ đường sai, công cao phước khi mới được dài, công dài đức mới dần tài núi sông. Quả phải trồng nên quả, quả muốn y trồng giống y là chân ương. Con ơi phận gái đoạn trường càng phải tìm đường cho nên. Mẹ đã dạy công bền mới được, công dài công được phước mới bền. Học hành công khó mới nên, biết lời phải dướng vào nền tớ tôi. Mẹ đã dạy dung mọi công quả, con phải đành công cả của con. Con nào công nấy vuông tròn, công nào quả nấy chẳng còn đợi chi. Mẹ cũng phần gái, mẹ sao phần dạy có người. Con ơi công chớ biến lười, con ơi mẹ đã ráo lời phúc nói. Con phải biết ta luân hồi đến sợ, con khá ráng học hành cho thông. Kẻ dối trá cuồng ngôn khả ô, mà làm tuồng giải dấu tròn vuông. Các con là gái khuê phường, thầy đâu tán tầng thiên lương khuấy đời. Con đã gọi con trời thế hạ, con phải mau hỏi qua tự tân. Con sao chẳng chịu nhật tăng, mà con lại muốn tranh luân xa bồi. Bánh luân xa lăn rồi chẳng đợi, nếu dương vào con mới định sao. Con ơi thiên dòng nan đào
chẳng chi lạ nữa. Con khá lo tự sửa lấy mình, sửa mình cho được bất sinh, sửa mình cho được tiền trình dễ gian. Nói đến con trăm đàn chua xót, mẹ si bao lệ giọt đờm tuôn. Thấy con xa khôi lạc trốn, cũng vì con mạng làm tuồng kéo khôn. Càng khôn khéo càng dồn các tư bụi, khéo khôn chi với tội hồng trần. Hồng trần khôn khéo vô nhân, khéo khôn theo bụi hồng trần ích chi. Kìa trước khi mắt con suy cho kiếp ma cuộc đi quan ly nghiệp mây hồi. Các con chẳng nghe rõ cơ trời nắng mưa lạnh nóng mấy thời đó con. Trời bình tỉnh thoạt ta còn nói gió, trăng lão lão lại đổ mọi mưa. Đừng ai khoe sớm nói trưa, năm còn tháng thiếu ngày thừa phải sai. Lời rí ra Ngọc Kinh này mới được cha có ngày đoàn viên. Cơ quả phước nhãn tiền mấy lát, cũng đều do khổ lạc chẳng tường. Khổ kia ai tạo mà lạc này ai bỏ ai chuồng lại chê. Phải xét kỹ rõ bề khổ lạc, khổ tại đâu mình chắc vào mình. Tại mình nuôi cái vô mình, vô mình nào phải trời sinh mà ngờ. Kìa đuốc tệ ánh mờ chân ly, thầy đã khai rồi chỉ đường ngay. Thiền nghiêng sống ngược phải hoài, đừng khoe mạnh dèo thời thế. Chớ hững hờ lầm kế tinh ranh. Con ơi phận gái mỏng manh, thương con mẹ chỉ mỗi manh con tường. Đêm đã càng mẹ càng than thở,
em, con nào bến ấy đảo phải tìm đường chân. Biết sao kể nguồn cơn sao trước, ham tự do con vượt ra đi. Tự do nó có ích gì, tự do càng lắm càng suy tinh thần. Trẻ hối ngộ mẹ mừng cho trẻ, ráng lo tu kẻo trễ thời kỳ gặp thời. Con hài quy y càng cho biết lễ biết nghi mới rằng, mẹ dạy con chẳng ngừng lời nói, con nghe lời đừng gọi phui pha. Đêm khuya nguyệt xiết trăng tà, con xo bóng nguyệt còn là bấy nhiêu. Duyên tư giá lắm điều dối trá, cuộc cây tùng hoàng dài trà chẳng thôi. Lạnh xa cài bánh luân hồi, khá mau tình ngộ dung bồi chân linh. Dân chân linh phải dịn tâm tâm, nhìn ngọc kinh là cành quê nhà. Rành rang cai kiếp và phù hoa, lặng tâm êm tâm mới là gọi con. Mẹ vì con lưỡi mòn đôi đoạn, mẹ vì con lời cạn mấy phen. Công dư kết đi bạn với sen, công dư đâu để làm quen với bèo. Chừa cái tâm tự kiêu tự đắc, mới có ngày gần Phật gần trời. Trời tuy lòng lòng dơi dơi, nhưng trời ở tại mấy lời mẹ đây. Con nghe mẹ mẹ khuây khỏa già, mẹ nhìn con hạ hớn lòng. Con ơi mau kiếp trùng phòng, đến đài kim thiết nghiệp cùng chị em. Lời tâm quyết mẹ đêm tường tận, khuyên con thơ an phận tu hành. Muốn cho gọi được gái lành, thì mau cải giữ mới rành chân tu. Đừng phân biệt trí ngũ thêm hại, đố ai tường khôn giải là chi. Trăm điều điều tại quá nhi, đừng đem phàm tánh mà khi
bẩm mới trong tánh tâm tuy cùng nơi lòng. Mẹ còn lo ngại con không rõ đàn, lòng thương con ngổn ngang trăm mi môi, muốn nghe cho con tránh khỏi luân hồi này. Con tâm tánh ấy bởi trời, này con tâm tánh bởi người phá hư. Phật thường gọi chân như tâm Phật, trời đã cho mình đức tánh trời. Tánh đi tâm trong sạch đi là người, tánh tâm xảo trá là đời đó con. Đã gần trót đêm tròn mẹ giảng, giảng cho con mấy đoạn éo le. Phải nhìn trời đất chở che, phải nhìn cho kỳ đằng nghe mà làm. Đời hiểm nham bơ trẻ, có thiện căn mới dễ tránh đời. Tránh đời còn phải nghe trời, nghe trời thì phải nghe lời mẹ khuyên. Kẻ có phước thiện duyên mới gặp, gặp thiện duyên ráng tập ý mà làm. Làm thì nhất đức nhất tâm, nhất tâm mê nhất đức mẹ chăm nom liền. Thầy đã dạy mười khuyên ráng giữ, lại lắm khi nhắc nhở trăm điều. Khuyên con tâm huệ ráng khiêu cho sự sòng nâu đạm bạc, chớ kêu đòi đại cát trăm anh. Trăm anh để gọi gái lành, trăm anh nào phải xưa sang bề ngoài. Mẹ dạy con trời xưa, ngọc kinh xóm mi bước đây chờ trưa về chầu. Đuốc chân ly lào lào thầy soi, nơi trung ương đặng gọi các con. Bọn vàng sông lệ nên bọn, tìm châu tìm ngọc nón con đến tìm. Cây mắt mẹ có chim khôn đầu, kẻ hiền lành nói dấu từ bi. Từ bi kỳ dễ gian,
những nền vàng bán ngọc. Con biết ta lo săn sóc ngày đêm, ân cần mật thước đừng sai, thì con sẽ được dạy đầy ơn trên. Mở màn chưa khỏi lì phồn qua, chưa biết chiên niên thân tinh sắp nhà. Cải hạnh đố ngươi về lập thử, tháng sau sẽ đến trước trình ta. Thế miệng là chỗ đau phiền, thiện khai đất cơ đạo màng tiên trở về. Ngày nay bút ra ngọc giữa kề, phòng loan sư lệ trọn bề phân hoa. Phân cùng thiện tính ngay gần xa, tỏ ra huynh đệ ba gia xa gần. Kể từ mình thật sát trần, nhờ công tu niệm giữa gần mẹ cha. Ngày nay giải thoát ca nề hà, hồn linh mê đất cơ đạo màng qua thăm nhàn. Bền tâm đạo lý quy hoàng, cung vàng là cửa mới nhàn thiên tâm. Đừng mê quân hạ sai lầm, tình đi đặng có kiếm tầm là sống. Nhớ thôi lì nhỏ tuôn dòng, hồn linh đi đất ư đảo mà lòng không vui. Muốn sao con mẹ vui rồi, tình tâm mê dưỡng tâm trao dồi đau tiên. Kỳ tam sẵn có con thiền, hoàng nhung lãnh ni đạo cần chuyên đợi chờ. Thiền khai nay dẹt sương mờ, còn trên bát phẩm màn cơ giáo quyền. Chúng y lo hoàng lễ kim thiền, rước đưa con mẹ qua miền gió đông. Thiền khai hoàng lễ nhung hồng, đồng tâm lấy mạnh thuyền rồng biển khơi. Biết rằng mẹ đất cha trời, ráng lo tu sửa cho đời mẹ vui. Đại tiên cha mẹ ngắm ngồi, cho nên bác phẩm sục sùi thăm ân. Thơ vàng đại phẩm lì sầu, chung mấy lo đạo lý màng cháu mẹ lành. Hoàng dung y lành đạo nam thành, con đây sư lễ thiền thanh đang sầu. Đôi lời bác nghi phẩm cung lầu khuyên trong
con mẹ vô cầu tỉnh mê. Kỳ tam tiên thánh giữa kề không lo tánh ngây ngộ đặng về hư không. Lầu tiên mẹ thổ quyết hồng nữ nam con mẹ sao không trở về. Sông trần là chốn biển mê sao không theo mẹ nhàn quê phản hồi. Nhờ công y bội trước ca trao dồi 20 lập lợi được ngồi tòa liên đại tiên trương ngọc niệm ngà ai dâng lời dạy mẹ cha ban hiền. Mẹ đem huệ phước cung tiền ban cho những hạng lương hiền thiên tâm. Cung vàng ngọc thuyết sầu thầm còn trên diêu điện ngàn năm mẹ buồn. Mẹ buồn con mẹ luôn tuồn cho nên bác phẩm dầm tuôn lệ tràn. Từ ngày sát trả nam đàn hồn linh thể nguyện tu an lành giòn. Chiều thu còn một chuyến đò trao tâm sữa tánh lành dò bước lên. Đông tàn lạnh lẽo chi bàn muốn về địa vị để tên ráng làm. Trần mê là chỗ luân trầm sang tu đỡ lại lầu lam bể sông. Lòng mê chi chỗ bụi hồng phủ lời bà mẹ thiên sòng phân qua. Nghe rồi dẹp bỏ lòng ta thương dầm bà mẹ cung ngà thế nương. Vì trần mẹ mới dặm trường mẹ khai thiền ngọc chi đường trần gian phu thế lai mạnh thiên vàng. Ngôi chợ huynh để sửa sáng lên về nhờ trong huynh để giữa kề thiền lang đang mãi trở về đài mây. Từ khi trở lại nơi này nhìn xem cuộc thế dày đầy thế lương. Trần mê là chốn đoạn trường mau tu trở lại quê hương bụi đầu. Ngày nay em lãnh đạo màu cùng hoàng sư lễ thiền châu nghiêng mình. Em thương hoàng lễ nhung quỳnh đào thơ liễu yêu tận tình đau tiên. Nên em lãnh lệnh điện tiền
cùng hoàng sư lễ tròn viên buổi này. Dặn con nhớ cảnh quê làm trọng, dặn con thường để giá bụng nằm lòng, rằng loài ma quỷ phải phòng, rằng loài lưỡi mối nọc ông phải ngừa. Dặn con sớm kể chiều kinh, dặn con đừng bê trễ công trình, dặn con mẹ dặn đinh ninh, dặn con phải giữ phải gìn tấm thân, dặn con biết mấy lần trân trọng mà con đành rẻ rúng ta lời khuyên, con ấy đành gây cuộc khi nào phiền, con đành gây cuộc trần duyên đau lòng. Nay con thăm bảy dòng cắn xe, con ơi đành nhớ mẹ sao con. Con ơi lòng mẹ héo hon, con ơi thân mẹ vì con hao gầy. Rài con được ơn thầy cứu đồ, đem con về phải chỗ phải nơi, khuyên con dạy phải nghe lời, khuyên con chớ khá giỡn chơi ít gì. Tu phải biết quy y làm bao, kịp tiết kịp thời tu đừng sao lãng những lời mẹ răng. Này lời mẹ ân cần nhắc nhở, thấy con thơ mẹ ứa đôi hàng, thương con trước chiều lạc đàn, con ơi phần gái gian nan nào nề, thương con gánh nhiều bề cay đắng, thương con dầm lửa phần gái đoạn trường, con ơi phần gái trai tương mới thành. Tu phải biết việc lành việc dở, tu chữa lòng bảy lữ ba lo, thầy đã sao trước ấy dặn dò, thầy đã chất sẵn chiếc đò lý chân, đò lý chân chủ nhân đã chọn, chân qua đò khỏi tốn khỏi miệng, con trong trắng y một màu miệng, con sao trước trước sao một điều,
khắp nơi, tay người uống lưỡi khô môi hại mình. Chữ một giả kinh thành làm trước, lòng đừng lo quả phước khi có không. Có không là luật chi công, có không cũng tại nơi lòng các con. Đêm thanh dân con tròn phận sự, đọc kinh thì ráng giữ lấy mùi. Đừng ngâm chót lưỡi đầu môi, mẹ còn lùi tới tới lùi phân trần. Đọc kinh phải cân phân từ tiếng, tiếng kinh là kinh điển của thầy. Đọc kinh gắm được mùi hay, dấu cho sắc đã có thấy cùng thành. Gái cần giữ thân danh làm trước, kế quỷ ma nhiều nước tình yêu. Em tại sao quyền loạn chiều, yêu con nhắm mi mắt nghe liều hư thân. Mẹ đã dạy nhiều lần cặn kẽ, quỷ thường xưng tên mẹ lắm con. Con nào gan yếu dạ non, nghe lời bưng ngày bờ ngọt ngon phải lầm. Cấp đi đứng ngồi nằm cẩn thận, điều mong mềm ấy phần người tu. Tránh xa tiên quên lời rầu, tránh xa những bọn giả mù xa mưa. Thấy nhiều trẻ bơ thờ hỏng, sao mang số đoạn trường tại quên những tiếng nghĩa phương ngọc ngà. Thương con dạy thiết tha tha thiết, vui vẻ chi mài miệt cõi trần. Con ơi xét lấy nàng hằng, trọn năm được thấy mấy lần đẹp xinh. Mẹ hằng cậy nhắn tin cho trẻ, khuyên đừng bế đừng kể công trình. Thương con thầy phế ngọc kinh, trước con khỏi chốn quả khăn đem về. Con khá chớ bỏ bê lúc rảnh, lúc rảnh thường tâm y tánh y lãng sao. Tâm sao lãng phân hào tự nhiên.
trầm chân thân chân thề. Thân thể này gốc rễ của con, chân thân chân thể chân hồn, giữ gìn trong sạch mới còn gọi con. Đừng vọng tưởng phấn son là sạch, son phấn y làm chân phách đã phải luôn. Mấy ai rồi gọi thô, mấy ai ngồi kiểu lấy dù che thân. Đừng vọng tưởng cơ bận là nhục, cơ bằng là tránh gốc mọi con. Lúc xanh đỏ lối một hòn, lúc về có kể vật chốn những gì. Con phải nhớ lúc đi thầy dặn, phải cho tròn bón phận đừng sai. Đừng lo phú quý trong gai, phải cho xứng y đáng tam tài mới sinh. Chánh tam tài mới vinh mới quý, và tiền tài đồ mỹ phá chân. Con sao chưa rõ thiệt hơn, đã dự mây kiếp đường trơn bước hoài. Rài mẹ nhắc chỗ sai con hiểu, hiểu được rồi mẹ biểu phải nghe, nghe rồi cẩn thận trăm bề, tránh đoàn kết đi đảng lập phe phình phờ. Con phận gái lỡ cơ sao được, phải dặn dè từ bước mới ngoan. Sao cho danh gái rõ ràng, chín mười cho đúng tuổi vàng mẹ trao. Cuộc trần thế ảo bào mong anh, có chân tu mới rành phù xanh. Muốn cho chân thật tu hành, lắng lo lình giữ cảnh ấy thành. Đừng quên người ở thế đặt tên kể tôi, tên tuổi này một buổi chẳng lâu. Mấy tên phú quý công hầu, có đem chi được để chầu ngọc kinh. Người ở thế danh thinh làm trước, thinh danh là khỏi phước ca sự tu. Công dung ngôn hạnh làm đầu, lòng đừng mê hoặc phải trao sữa mình. Đừng tập lối văn minh dối trá, văn minh này quỷ phá
người xuống thế ai ai cũng một. Phải rõ người là ruột với mình, với mình như một mới sinh. Với mình như ruột mới rành tuổi tên. Con phải nhớ chớ quên lời mẹ, được thân người chẳng dễ đó con. Tuổi tên được vậy mới còn tuổi tên, được vậy mới tròn thinh danh. Đừng tập bi nết trở trinh liêu lòng, theo tánh đi phàm học vọng cầu cao. Chị em đừng tiếng mày tao, chị em tiếng nói ngọt ngào mới ngoan. Lời ăn tiếng nói dịu dàng mới làm trên dưới, dưới trên trong mình. Học chi cái giọng ngu si, học chi cái giọng dị kỳ khó ưa. Đừng học thôi đồng đưa miệng lời, mà có khi dương lưới quỷ ma. Khôn ngoan sao bằng thiệt thà, cứ lời mẹ dạy mới là con ngoan. Con đã chán các cơ đàn tội phước, mừng cho con nay được gặp thầy. Ơn thầy rơi khắp ba cỏ cây, con tua tánh nay mỏng kịp ngày quy quyên. Phần xác thịt ba diện làm trong, phần thiên liêng phải giống cho cân. Chớ hao tinh khí hại thần, tinh thần quý báu phải cần phải khuyên. Thần khí tinh tiên thiên làm gốc, tinh khí thần là nọc hại người. Con ơi đừng tưởng trò chơi, nếu con sai ngược đạo đời dễ đâu. Đừng nghe kẻ mượn màu đại đạo, tiên hậu thiên ngược ngạo phình đời. Nếu con sai lạc tất ơi, linh hồi phải dướng chạy trời làm sao. Mẹ thấy trẻ khát khao tìm đạo, mà lại tin chuyện ảo chẳng chơn. Con ơi chớ cậy giọng đờn, giọng đờn là giọng hại thần hồn linh.
cố qua chuyện phải tâm, muốn cho câu chuyện được rành gần thầy mới rõ quyền tâm thế nào. Con phải biết đạo đòi tối thượng, đừng để lòng hờ hận sự tu, chớ tin những lũ quán màu mượn thầy giả đạo quyết rầu hư thân. Nghe tiếng trẻ mẹ mừng cho trẻ, trẻ phải mau bước lẹ đường ngay, muôn năm mới gặp hội này để cơ hội ắt đỏ đài dương mang. Đã gặp đạo gặp đàn chánh ni đang thì phải lo phải ráng công trình. Mẹ khuyên bỏ tâm hở hình, mẹ khuyên bỏ tâm chống trình chị em. Tâm trình chống y ráng kiềm cho dứt, nó làm cho đạo đức phải hư. Con ơi mẹ vốn đại từ, thương con mẹ ráng giờ giữ chi bài. Thấy trẻ dạy đỏ đài thân thề, mạnh tranh đua theo thế nhân hào. Quên nhìn đất rộng trời cao, đành dùi bụi đỏ để sao tâm trời. Thần tiên Phật ráo lời cạn tiên, khuyên các con bỏ miếng tu chơi. Tu cho biết Phật biết trời, tu cho biết đạo biết đời mới tu. Trẻ đạo thầy mù khó dắt, trẻ ham đời thì mắt tay phàm. Xanh vàng sợi chỉ ai làm, con đường nào